Phenol của chúng ta là C6H5OH. Chúng ta đi tác dụng với dung dịch brom Br2. Ở đây ba brom sẽ thế vào vòng benzen. Ở đây sản phẩm chúng ta thu được là C6H2OH Br3 cộng cho 3H Br. Ở đây chúng ta tính được số mol của phenol bằng cách lấy 4,7 chia M lớn này 94 và bằng 0,05 mol. Em sẽ lấy tủa ở đây là 13,24 chia cho M lớn của thằng này và số mol bằng đây là 0,04. Ở đây chúng ta nhận thấy là số mol của phenol lớn hơn số mol của tủa. Điều này chứng tỏ là phenol dư. Điều cầu chúng ta là tính khối lượng brom tham gia phản ứng. Em sẽ lấy 0,04 nhân 3 chia 1 thì đây nó sẽ bằng 0,12 mol. Như vậy dựa đây chúng ta sẽ tính được khối lượng của brom. Mình sẽ lấy 0,12 nhân cho M lớn hắn là 160. Và đây mình tính được là bằng 19,2 gam. Như vậy câu đúng ở đây mình chọn là câu D.